bánh bột bánh bột bánh bột ngọt tầm mong tới anh ô xuống đây bông bông nào nè nì cứ chi Poco F4 hai bờ sân chi bông bông đây còn bông tàu đầu tư là sập môi đầm bay thuộc cả bánh pop chi nu nơi không cần chập thay cả cầm bay rồi đô la dân kim cất than nì cứ chi tư là sập đại bông bông giờ cụ tại bị chả nè tại quan thao vì bà rô bẩn tích nơi không tìm xa Campuchia bỏ dương bọn đây bà xin chì bông bông rô bẩn bàn nu bông bông dương ai cử lịch mà mơ là iPhone của bạn đấy bạn chẳng đi cứ chì iPhone XR xa mà tập hiệp này cả gaming phổ biến nâng mân chanh Poco F4 bà màn tì vậy thay mân chanh tay mà đông vì ai lên là ô chì Poco F4 tiết bẹ bọn tên năng cả bánh pháp chì vậy tức rốt graphic bán 60 fps đôi khả nị rưu bà xin chì bông bông trời cả iPhone ở phép xe xe rì khu hội chân tức bông bông dương cử ai thơ cả tiệt tổng bán chì mùi năng hàng lộ tù rô sạp đáy khả nị dương phong đại miên cực mạ, cực mốt, cực xe rì bông bông ai thơ cả bị chạy nạ bán tèm mùi tức tiếng thơm mây xe bà cầm bông lòng lua có miên phong đại năng hàng lộ tù rô sạp đáy khả nị dương bản chân ở lâu dương bằng tôn ở dây ông pi tù rô sạp đáy bỏ dương mùi tiết bà nì bông bông dương cứ Poco F4 mùi nì bản dân chúm nốt highlight bảo vi Poco F4 mùi nế nè bản dân vi rốt chú mùi nâng chip clang của xong Snapdragon pram bay rồi chất sập min ram khăn mà sân nâng cư pram bay gig memory khăn mà sân phù vi rồi có storage nâng cư pi rồi hà sập pram mùi gig cả bay nâng nâng tạm đồ vi support 5G đã xìm bàn pi hay vi có minh bạch chai kẹo chi xạ lươn phong đá rồi hốt đào tờ 60 pram pi vật chú mùi nâng ekran mroi mpay hớt nơi khả mục này đã miễn tâm hôm pramui chật pram pi in bản dân bất dịch thông lỗ color có sát refresh rate lươn lỗ tuyệt phổng bản dân ca liên game cái đây cả pra tu tơ cái đây cứ đăng thà smooth rất là lỗ mình tên tạm đông bản dân dân dây ông pi ekran rồi bỏ Poco F4 mùi ni bình bông bôn mơ khơi chẳng bà mà rồi mình phải hơn là lươn năng tạm đông dân dân chật pray mong bôn ơi smooth lỗ mình tên tạm đông nè bản dân ca liên game cái đây cả bản chi UI same là lươn nè cả interact với dân lượng ekran nó cứ đăng theo vì mùi complain là đang tạm đồ mình tranh flagship ở dân một màn tỷ bẹp bòn tận năng ekran smoothness bậc vị nè Galaxy S mà phải bay ultra và dân nữa nè bản tốt tận là dân pika design của Poco F4 mùi nè đôi bóng bồn mờ khơi chẳng hay nè cứ chụp được bò đã khiêm miên trong đây là nó cứ bò silver bản dân Poco launcher xong tốt Poco logo nè 5G tiết hay khả năng cứ chỉ camera set up bậc vị bản chân 64 megapixel main sensor bản chân ai thực hiện thọt 4K video thọt rút nó có bản mặt bạc của xóm phòng đại chứ mùi nâng color size ấn bỏ Xiaomi thọt tới cứ đăng thả êm camera kháng cao bỏ vía nè hay dầm khăn nó cứ thọt 4K bản nè hay miên OIS thịt lùm nâng bóng bốn dưỡng 64 megapixel bộ OIS hay frame phổ viên chơi xăm lơ cao nó cứ tham miên lại cả nạ cao xác cả chập căn phổ viên nó cứ mân rỡ tế hay có mình chữ đại phong đại bản chân bất chí sạch bản lộ một là dây bếp tây khám mốc này Poco F4 mùi nít đôi bông bồn khơi chẳng ná vì miền tầm hôm ekran pramui chơi pramui prampi inch resolution full HD plus mroi mpay hớt hay kèm bê dô lưu kram bởi nâng vì mình sơ smile khí bảo màn tế bông bồn khơi thay khẳng lơ nâng rình sạch đáng sát khẳng kram nâng rình krach chìm tích chẳng tật bần tay xa mập tư rô sạp mid-range đôi khâm dạy chẳng ná tà lai bản nâng cư dư tù dọc bản chân dây bị kinh khủng nóng cứ lỗ mình tên bóng bồn đôi khiêm bàn rìa rõ bị kháng lửa mà mình đi Snapdragon pram bôi rồi chật sập nóng cứ tha chi mà sân đỏ cua xóm mùi mình tên tạm đồng chi mà sân flagship bóng bồn á bần quần tham mến chi flagship cọp cọp ấy đi bần mà sân nóng vì ai lỗ chinh Snapdragon sử dị bằng bờ sử dị chi nè bằng bờ chật bờ nhìn tới bằng bờ chen vòn nhìn tới đăng thật Snapdragon pram bôi rồi chật sập nóng xì vì xe nóng cứ tha tự lưu ca liên game nâng tạm đồng vì optimize bàn lỗ chinh Snapdragon 8 Gen 1 8 phong vì ở lại cặp đại IT hay cả cặp con thằng nó cặp vì là ở phòng đại bản chân bật chỉ là ở mình tên tài mình đúng hay từ là software bảo vệ nó cứ rút cho mùi năng Xiaomi UI bản chân này cứ chỉ Poco launcher bị lừa đăng tế bằng bốn dương ai thực cả apply team giảm mạnh giảm ma tam ca chủ chật bảo dưỡng này bằng bốn dương ai thực cả download team vì Xiaomi store mà máu bản chân dương ai apply bàn tam ca chủ chật bảo dưỡng nữa hay chỗ sitting mà bằng bốn chạy mới từ là about phone năng ở lại năng rút cho mùi năng MIUI 14 cho mùi năng Android đọc bay phòng đại và nâng đi cứ chỉ Android chấm non trong cao ấy dân phần chỉ là mình tên để dựng bàn cái hệ thống software chấm non trong cao hiện tại bản chân tu sắp bay Android mới chấm nón toàn sang say toàn bàn Android đã pi prai phòng đắng nổ dân virus bàn Android đọc bay để giấy tờ camera robot Poco F4 mới nên miễn bay crop là hàng cao ấy ở lấy những robot happy để cho bản chân lên cô bên là hàng lớn nó miễn tầm hôm 64 megapixel ai thực ra record 4K video bán hay biết có miễn lên từ lấy mũi tít phòng đại
មានទំហំ8មេហ្គាពិកសែលថតវីដេអូបានត្រឹម1080តែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតនេះគឺជាលែនសម្រាប់ធ្វើការថតម៉ាក្រូមានទំហំត្រឹមតែ2មេហ្គាពិកសែលទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់រាប់ទេអា2មេហ្គាពិកសែលនោះបាទអញ្ចឹងយើងរាប់តែ2នឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងទៅលើការថតរូបវិញហ្នឹងគុណភាពរូបភាពពវាទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយគឺយើងទទួលយកបានវាមិនច្បាស់ខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែមកសម្រាប់ទឹកលុយយើងប៉ុណ្ណឹងណាបានម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះហើយបានកញ្ចប់ថវិកាដែលយើងចំណាយលុយ200ជាងនេះនេះខ្ញុំនិយាយលើម៉ាស៊ីនខ្ញុំណាម៉ាស៊ីនខ្ញុំលក់នេះម៉ាស៊ីនលើនេះបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំលក់ត្រឹមតែ200ជាងទេបាទក្រោម300ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានមកកាមេរ៉ាមកគួសមណាថតវីដេអូបានមកច្បាស់ល្អមាន AI អីចឹងទៅ Portrait Mode ណា Night Mode មក Complete តែម្ដងឥឡូវយើងសាក់ selfie មួយសិនមកខ្ញុំបិទ smoothness មួយមកហើយទៅលាយល្អកាមេរ៉ាវិញបងប្អូនយើងទៅលាយខ្លាំងណែបើអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាមកស្អាតណាមកទទួលយកបានកាមេរ៉ាវាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទគេហៅថាកាមេរ៉ាច្បាស់ level flagship អីទេប៉ុន្តែមកសេរីយើងប៉ុណ្្នឹង 200G ហ្នឹងគឺថាមកទទួលយកបានហើយកាមេរ៉ារបស់វាហើយយើងអាចធ្វើការថត 4K បានណាខាងមុខថតបាន1080ទេខាងមុខបងប្អូនយើងមក vlogging យើងហ្នឹងមកអត់មកអេមណាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែលាយល្អណាបងប្អូនយើងទៅក្រោយវិញមកនឹងឲ្យថត 4K video បាទមិនចោតជាបញ្ហាអីទេណាមានលំនឹងទៀតបាទអេមកប់តែម្ដង 4K 60fps ទៀតហ៎អញ្ចឹងវាមិនអីទេសម្រាប់ការថតវីដេអូថតរូបរបស់យើងទៅណាមកទទួលយកបានហើយពាក់ព័ន្ធនឹងថ្មរបស់វាមានទំហំ4500 mAh support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿន 67W មានប្រព័ន្ធការពារទឹក IP53 ផងដែរជាប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិតស្រាលអញ្ចឹងមិនអីទេណាមកត្រឹមភ្លៀងសិចសិចហ្នឹងអត់បញ្ហាហើយចំណុចផ្សេងៗទៀតណាដូចជា RI Blaster វាមាននៅខាងលើនេះសម្រាប់ធ្វើការ remote control នៅលើ product របស់យើងដូចជាទូរទស្សន៍ TV សន្តិជាអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើបានណាហើយ speaker វានឹងគឺ2បែប stereo ទៀតផងបងប្អូនយើងប្រើ SIM 2បានសាក់តាមរយៈ Type C និយាយទៅមួយ complete តម្លៃ200ជាងបងប្អូនហើយមួយទឹកនេះនេះម៉ាស៊ីននេះណាបាទអញ្ចឹង200ជាងនេះខ្ញុំគិតថាវាមកល្មមប្រើដែរណាបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ Androidវាអត់មានទូរស័ព្ទណាអាចល្អជាងវាទេបើសិនជាយើងសរុបទាំងមូលទៅតែម្ដងតែបើសិនជាបងប្អូននិយាយលំអៀងខាងកាមេរ៉ាបន្តិចអាហ្នឹងទៅ pixel ទៅណាអាចមានតម្លៃធូរជាងវាទៀតអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន balance ទាំងកាមេរ៉ាទាំងម៉ាស៊ីនទាំងអេក្រង់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបានអមលិតបាន 120Hz អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងសពបែបយ៉ាងណាស់តែម្ដងវាល្អជាង Android mid range ផ្សេងផ្សេងឆ្ងាយបើសិនជាយើងគិតទៅលើស្ពេចពវាទៅណាទាំងម៉ាស៊ីនពវាទាំងរបស់ដែលវាដែលយើងទទួលបានចេញពី Xiaomi Poco F4 មួយនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណណានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទតាមពិតទៅទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំចង់ review យូរមកហើយហើយវាក៏ចេញរឿងយូរដែរតែទៀតនឹងចេញ Poco F5 ឯងបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាពិបាករកពេកអញ្ចឹងទៅយើងក៏រឿងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានកាត់មកទឹកមកទឹកពីគេមកហ្នឹងធូរៗដែរទេអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនចង់បានអីតតមក admin មក admin លុជូនណា200ជាងដឹងតែ200ជាងអត់ដល់300ទេបាទដឹងថាមកតនីស្អាតផងមកទឹកណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនរកបានគឺអេមតែម្ដងហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង memory ខាងក្នុងម៉ាស៊ីននេះ256 GB ប្រើយូរឆ្នាំ no problem បាទអញ្ចឹងអរគុណណាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយ